Chùa Hội Phước tọa lạc tại ấp An Bình Đông, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hiện nay do Đại Đức Thích Thiện Tánh đảm nhiệm trụ trì. Đây là ngôi chùa cổ được thành lập vào thời nhà Nguyễn năm 1880. Tương truyền do vua Gia Long đặt tên vì Đức Vua đã có duyên gặp mặt Tả Quân Lê Văn Duyệt tại đây. Tuy vậy, duyên khởi của ngôi chùa buổi ban đầu khi hình thành hiện không còn tư liệu. Chỉ biết rằng cách nay hơn 100 năm, bấy giờ chùa Hội Phước do Hòa Thượng Khánh Hưng trụ trì. Vì ngôi chùa nằm ở vùng sâu, được bao bọc bởi sông ngòi chằng chịt, đường đi lại khó khăn, nên việc trùng tu tự viện thời này là vô cùng khó khăn. Hòa Thượng Thích Khánh Hưng đã đến đảnh lễ với Hòa Thượng Thích Khánh Đức, trụ trì chùa Phước Thạnh, thị trấn Cái Bè, để nhờ Hòa Thượng hỗ trợ cho việc trùng tu. Vì vậy, chùa Hội Phước mới được xây dựng lại khang trang hơn. Ngôi chùa lúc này được làm bằng cột gỗ, mái lợp ngói âm dương, vách làm bằng ô dước, nền lát gạch tàu. Hòa Thượng Thích Khánh Hưng viên tịch vào ngày 13 tháng 5 năm 1930. Ngôi chùa Phước Hội được Hòa Thượng Thích Bổn Chơn kế vị trụ trì, chăm lo hương khói và hướng dẫn bá tánh quanh vùng tu tập. Thời gian trụ trì chùa Hội Phước, Hòa Thượng Thích Bổn Chơn đã xây dựng ngôi tổ đường vào năm 1950. Hòa Thượng Thích Bổn Chơn viên tịch vào năm 1955, từ đó ngôi chùa Hội Phước được đệ tử của Hòa Thượng là Đại Đức Thích Thiện Tánh trụ trì cho đến ngày nay. Đại Đức Thích Thiện Tánh thế danh Phạm Văn Chấp, là người địa phương phát tâm xuất gia tu học với Hòa Thượng Thích Bổn Chơn tại chùa Hội Phước từ năm 1950. Thời kỳ đất nước còn chiến tranh, Đại Đức Thích Thiện Tánh đã tích cực phụng sự cho cách mạng, vận động Phật tử đóng góp nuôi quân kháng chiến. Đến khi đất nước hòa bình, Đại Đức đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vinh dự. Tuy vậy, với cương vị là người tiếp nối đèn thiền, Đại Đức không ngừng phát huy chống tổ. Năm 1970, Đại Đức trụ trì trùng tu lại chánh điện, lát gạch nhà tổ. Tổng thể các công trình chính của ngôi chùa lúc này gồm có chánh điện, tổ đường và hậu liêu. Năm 1991, do ngôi chùa lập ngói âm dương lâu ngày bị xuống cấp, Đại Đức trụ trì thay ngói âm dương bằng ngói tây và đổi lại nền gạch tàu bằng gạch men. Năm 2016, Đại Đức Thích Thiện Tánh đã khởi công đại trùng tu ngôi chánh điện chùa Hội Phước bằng chất liệu bê tông cốt thép kiên cố, chiều ngang rộng 15m, chiều dài 20m. Công trình được xây dựng theo kiến trúc thượng lầu hạ hiên, mái đúc dáng ngói lưu ly. Các đầu đao trang trí hoa văn rồng, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men kiến. Bên trong ngôi chánh điện thờ tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lớn, được chế tác bằng xi măng, các pho tượng Di Đà và chư vị Bồ Tát nhỏ, được lưu truyền từ thời kỳ mới thành lập chùa cho đến ngày nay. Tiếp theo sau đó, Đại Đức trụ trì cho đúc Đại Hồng Chung, kiến tạo đài thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Di Lặc ở phía trước sân chùa, cho xây dựng cổng tam quan và tường rào, kiến tạo hoa kiển xanh tươi, khang trang như hiện nay. Hội đủ duyên lành nên thánh địa, phước lưu hậu thế phổ nhân thiên. Cổ đức vung bồi bao thế hệ, tự tâm vang vọng chốn rừng thiền.